Thưa quý vị, các doanh nghiệp bán lẻ tại thành phố Đà Nẵng đang đua nhau khuyến mãi, giảm giá trong kỳ nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, với kỳ vọng cải thiện sức mua khi người dân thắt chặt chi tiêu. Thời điểm này, không ít người dân thắt chặt chi tiêu, thường chỉ chọn mua nhóm hàng thiết yếu, săn hàng khuyến mãi. Nắm tâm lý khách hàng, các doanh nghiệp bán lẻ đã chủ động cắt giảm lợi nhuận, thêm ưu đãi để chia sẻ khó khăn với khách hàng. Thì chúng tôi cũng đã tập trung sắp xếp chọn lựa lại các cái hàng hóa vừa đảm bảo chất lượng nhưng mà là có cái giá thành có thể là nó cạnh tranh hơn, và mình có thể là làm ra những cái đóng gói mà nó có thể là lựa chọn những cái đóng gói nó nhỏ hơn để cái số tiền nó cũng dễ mua hơn cho người tiêu dùng. Còn với đại siêu thị này, để chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 5 ngày tới đây, đơn vị đã có kế hoạch từ rất sớm, trang trí, sắp đặt hàng hóa thêm phần bắt mắt và thuận lợi cho người tiêu dùng lựa chọn, tăng số lượng hàng hóa, chia đều cho cả hai nguồn khách du lịch tại chỗ, với chính sách giảm giá sau mặt hàng thiết yếu và du khách đến Đà Nẵng, với giảm giá sau nhóm hàng phi thiết yếu. Từ đầu năm 2023, chúng tôi đã có những kế hoạch rất là sát sao về cho chương trình giá, đặc biệt là đang chạy giá hơn 1.000 sản phẩm, là giá luôn luôn rẻ so với thị trường, để đảm bảo rằng là giá mình là tốt nhất. Tất cả các khách hàng đến nay được nhận được một sự ưu đãi tốt, để mà cũng đồng hành với khách hàng trong cái giai đoạn này. Các chợ truyền thống cũng không nằm ngoài cuộc đua khuyến mãi kích cầu. Các tiểu thương kỳ vọng sức mua sẽ tăng cao đột biến trong dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4, 1 tháng 5, nên đã chủ động chuẩn bị nguồn cung hàng hóa dồi dào, thực hiện hoạt động giảm giá sau để thu hút khách hàng. Mua bán là văn minh lịch sự, không nói thách, mà nói chung là thoải mái, thuận mua vừa bán. Có chương trình khuyến mãi là mua trên 500 ngàn thì được một cái phiếu voucher. Nói chung là cái người mà thu nhập thấp với là người thu nhập trung bình là có thể tới chợ cồn được. Đầu tư hàng hóa cũng như chuẩn bị này nọ vân vân rồi chỉnh trang quầy sạp vân vân để mà phục vụ mùa du lịch tập trung. Đồng thời cái này theo chỉ đạo Sở Công Thương thì hàng năm ban quản lý sẽ xây dựng cái chương trình tháng khuyến mãi kích cầu du lịch, thì nó thường thường nó rơi qua khoảng tháng năm hoặc tháng sáu chiến lịch. Tại Đà Nẵng, ngành du lịch đang phục hồi mạnh mẽ, đã hỗ trợ cho ngành bán lẻ tăng trưởng tốt. Theo cơ quan thống kê, 4 tháng đầu năm 2023, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt trên 21.000 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2022, chiếm hơn một nửa tổng doanh thu tiêu dùng tại Đà Nẵng. Với lượng khách dự báo sẽ đến Đà Nẵng trong kỳ nghỉ lễ tới đây, thị trường tiêu dùng tại thành phố sẽ có cơ hội tăng trưởng tốt hơn so với đầu năm.